Động thái mới nhất, Khalidou Koulibaly trên đường tới Man City. Khalidou Koulibaly là mục tiêu chuyển nhượng của Manchester City ở mùa hè năm nay. Man City đã trải qua một mùa giải thất bại toàn diện ở hai đấu trường mà họ đặt kỳ vọng lớn nhất. Tại Premier League, họ đã đẩy Liverpool về đích với một khoảng cách khá xa. Vừa qua, thầy trò Pep Guardiola cũng chính thức bị loại khỏi UEFA Champions League. Chính vì thế không ngạc nhiên khi Man City sớm bắt tay vào kế hoạch bổ sung nhân sự. Ở hàng thủ, Man City vừa chính thức chiêu mộ thành công trung vệ Nathan Aké từ Bournemouth với giá 41 triệu bảng. Thế nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn muốn có thêm một trung vệ nữa. Khi mà hàng thủ vẫn là nỗi đau đầu rất lớn, Man City tiếp tục dành sự quan tâm tới trung vệ Khalidou Koulibaly. Được biết, Napoli đã hạ giá bán Koulibaly xuống còn 65 triệu bảng, nhưng Man City vẫn đang chờ đợi một mức giá thấp hơn nữa. Và động thái mới nhất cho thấy có khả năng Koulibaly sẽ sớm chia tay Napoli. Cụ thể, Napoli vừa cùng lúc có hai trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải tới và khá bất ngờ khi Koulibaly không được chọn vào đội hình chính mà phải thi đấu cho đội dự bị. Có không ít tin đồn rộ lên ở La Presse rằng Aruri đã sẵn sàng để bắt đầu mùa giải mới mà không có sự phụ của cầu thủ 29 tuổi. Do đó, bộ đôi trung vệ góp mặt ở đội hình chính là Kostas Manounas và Ami Brahmani. Braithwaite muốn áo số 10 của Messi ở Barca. Dù Lionel Messi vẫn chưa rời Barcelona, nhưng chân sút người Đan Mạch là Martin Braithwaite đã bày tỏ mong muốn được sở hữu số 10 mà chủ nhân 6 quả bóng vàng đang sở hữu. Martin Braithwaite muốn kế thừa số áo 10 của Messi trong trường hợp siêu sao người Argentina rời Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Braithwaite hiện khoác áo số 19 tại Barca sau khi gia nhập đội chủ sân Nou Camp từ Leganés hồi tháng 2 vừa qua. Từ thời điểm đó tới nay, Braithwaite chơi cho Barca 11 trận và mới có một bàn thắng. Anh có hợp đồng với Barca tới tháng 6/2024. Ở câu lạc bộ cũ Leganés, Braithwaite khoác áo số 25 và 7. Lần gần nhất anh khoác áo số 10 là ở Middlesbrough. Tuy nhiên, bản thân tương lai của Braithwaite tại Barca cũng chưa có gì là chắc chắn. Tân huấn luyện viên Ronald Koeman sẽ chờ đợi sự thể hiện của cầu thủ này trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải để quyết định xem liệu có đền tin anh và kế hoạch của ông sắp tới hay không. Trong khi đó, tương lai của Messi ở Nou Camp đang rất rối rắm. Tin từ đài AC1 và El Periódico cho hay, Messi sẽ tập trung giải quyết các mâu thuẫn để rời khỏi câu lạc bộ nơi anh đã gắn bó gần như cả sự nghiệp. Theo lịch trình, Messi sẽ trở lại Barca vào ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8 để tiến hành kiểm tra Covid-19 trước khi bước vào giai đoạn tiền mùa giải 2020-2021. Tuy nhiên, Messi đã gửi một bản phách khác tới Barca để thông báo anh không muốn tham dự đợt tập trung này. Thua Arsenal, Jurgen Klopp hối thúc bán đạo chiêu mộ tiền đạo 40 triệu bảng. Chiến lược gia người Đức tỏ ra lo ngại về hiệu quả của các chân sút hiện tại mà ông đang sở hữu. Vào ngày hôm qua, Liverpool và Arsenal đã khởi động cho mùa giải mới bằng trận tranh siêu cúp nước Anh. Pierre-Emerick Aubameyang mở tỷ số cho pháo thủ ngay ở phút thứ 12. Nhưng sang hiệp 2, Takumi Minamino đã săn bằng cách biệt cho The Kop. Hai đội buộc phải phân định thắng thua trong loạt đấu súng cân não. Cuối cùng, đoàn quân của Vin Mikel Arteta đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4 trên chấm 11m. Sau trận, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết, trong những trận đấu này, bạn phải dứt điểm thật hiệu quả. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng phải trả giá bởi Aubameyang vì họ phản công rất mạnh. Dù tung Salah, Firmino và Mane vào sân ngay từ đầu, thế nhưng bộ ba trên đã thất bại trong việc xuyên thủng mảnh lưới Arsenal. Chính vì vậy, Klopp cần những nhân tố mới để xoay tua lực lượng khi mà nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương Premier League ở mùa giải tới là cực kỳ khó khăn. Daily Mail tiết lộ, Liverpool sẵn sàng đáp ứng con số 40 triệu bảng mà Watford yêu cầu cho tiền đạo Ismaïla Sarr. Đây không phải là cái tên xa lạ với cổ động viên của The Kop, bởi ở thất bại đầu tiên của Liverpool ở Premier League mùa này, Sarr đã bùng nổ với cú đúp bàn thắng cùng một đường kiến tạo giúp Watford giành chiến thắng vang dội 3-0. Matic, MU phải chiến đấu để ngăn cản Liverpool vô địch. Tiền vệ Matic kêu gọi đồng đội nỗ lực để có thể giành chức vô địch Premier League 2020-2021. Matic cho hay mục tiêu của anh ở MU là vô địch Premier League. Trả lời phỏng vấn trên UTD Postcard, tiền vệ người Serbia kêu gọi đồng đội nỗ lực chiến đấu vì ngôi quán quân giải Ngoại hạng Anh 2020-2021. Chúng tôi phải làm mọi thứ để cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa tới. Chúng tôi phải chiến đấu vì tôi cảm thấy đội bóng để mất điểm một cách dễ dàng ở mùa giải vừa qua. Tôi không nhớ rõ như chúng tôi đã thể Liverpool vô địch sớm 10 vòng đấu trước khi giải đấu hạ màn. Chúng tôi không thể điều đó xảy ra nữa và sẽ nỗ lực chiến đấu đến cùng. Toàn đội cần phải thi đấu tự tin và có trách nhiệm hơn. Mục tiêu của riêng tôi là vô địch Premier League với MU. Đây cũng là mục tiêu của mọi người. Chúng tôi cần phải chơi tốt như những gì từng thể hiện sau khi bóng đá trở lại sau dịch Covid-19. Đó chính là MU đích thực. Chúng tôi phải thắng 5 hoặc 6 trận liên tiếp, sau đó mới có thể đánh giá điểm. Duy trì được chuỗi trận và phong độ như thế, đội bóng mới có thể vô địch. Ở giai đoạn đầu mùa 2019-2020, chúng tôi không có sự ổn định cần thiết. Đội bóng thắng 1 hoặc 2 trận rồi để thua và hòa.
Bên cạnh đó, Matic thừa nhận anh rất hạnh phúc khi được MU gia hạn hợp đồng. Ngay khi Quỷ Đỏ đưa ra đề nghị, anh đã không mất thời gian để suy nghĩ mà yêu cầu người đại diện của mình đồng ý và nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Chính thức, Tottenham đã có hậu vệ phải cực xịn. Sau một thời gian dài đàm phán, Tottenham đã chính thức giành chữ ký của Matt Doherty từ Wolverhampton Wanderers. Matt Doherty là một trong hậu vệ phải xuất sắc nhất Premier League hiện nay. Sau khi cùng Wolves thăng hạng vào năm 2018, ngôi sao người Cộng hòa Ireland đã ghi được 15 bàn thắng, kiến tạo 15 bàn khác sau 95 lần ra sân trong đấu trường. Trên trang chủ, Tottenham xác nhận: "Chúng tôi vui mừng thông báo chữ ký của Matt Doherty từ Wolverhampton Wanderers. Hậu vệ cánh này ký hợp đồng đến năm 2024 và khoác áo số 2 của câu lạc bộ." Chi tiết thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ không được tiết lộ, nhưng truyền thông Anh cho biết Tottenham chỉ mất 15,5 triệu bảng để chiêu mộ Doherty. Đây là mức giá được đánh giá khá rẻ cho một hậu vệ cánh chất lượng cao như Doherty. Đáng chú ý, Doherty gắn bó với Wolves từ năm 2010 đến nay, cùng đội chủ Sam Monenac trải qua thăng trầm. Khi Doherty đến, Wolves vẫn chơi ở Premier League, nhưng sau đó câu lạc bộ này khủng hoảng và có thời điểm rơi xuống cả League One hạng 3 ở Anh. Tính đến khi ra đi, hậu vệ cánh người Cộng hòa Ireland đã có tổng cộng 302 trận đấu cho Bầy Sói và ghi được 28 bàn thắng. Doherty nổi tiếng là cầu thủ không phổi. Trong 4 mùa giải gần nhất, hậu vệ này chỉ bỏ lỡ 7 trận đấu ở Championship và Premier League. Doherty có khả năng công thủ toàn diện. Khác với các hậu vệ cánh khác, tân binh của Tottenham có xu hướng xâm nhập vào vòng cấm như một cầu thủ tấn công mỗi khi dâng cao. Với tài năng đã được chứng minh, Doherty sẽ đi thẳng vào đội hình chính của Tottenham. Trước đó, đội bóng thành London đã bán Kyle Walker-Peter cho Southampton và sẵn sàng để Serge Aurier ra đi nếu nhận được đề nghị hợp lý. Edin Dzeko đang ở rất gần Juventus. Sau Western McKennie, sân Allianz Stadium chuẩn bị chào đón thêm một tân binh chất lượng. Kết thúc mùa giải 2019-2020, hàng công của Juventus sẽ có sự thay đổi lớn. Douglas Costa, Federico Bernardeschi đang nằm trong danh sách thanh lý của giám đốc thể thao Fabio Paratici. Ở vị trí trung phong, Gonzalo Higuain cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cách đây ít ngày, huấn luyện viên Andrea Pirlo xác nhận rằng El Pivita không còn nằm trong kế hoạch của lão phu nhân. Nhiệm vụ trước mắt của Fabio Paratici sẽ là tìm biến động mới cho Higuain, người đang được hưởng mức lương 15 triệu euro tại Allianz Stadium. Sau đó, Juventus cần có thêm những gương mặt mới để chám một vị trí của tiền đạo người Argentina. Trong thời gian qua, Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Alexander Lacazette, Edin Dzeko là những cái tên đã được lãnh đạo Bianconeri nhắm đến. Hiện tại, Edin Dzeko đang ở rất gần Juventus. Theo La Gazzetta dello Sport, Bianconeri sẵn sàng trả cho AS Roma 10 triệu euro để có sự phục vụ của lão tướng 34 tuổi. Ngoài ra, Gianno Rossi cũng sẽ nhận thêm 2 triệu euro dựa trên thành tích của cựu tiền đạo Manchester City tại Allianz Stadium. Về phần Edin Dzeko, anh đang có định ra đi để chinh phục danh hiệu trước khi kết thúc sự nghiệp. Tiền đạo người Bosnia đã đồng ý với mức lương 7,5 triệu euro mỗi mùa cho Juventus đưa ra. Tuy nhiên, vẫn còn một lý do khiến lão tướng 34 tuổi cảm thấy phân vân. Abram Slalik, vợ của Dzeko, muốn ở lại Roma. Ngoài ra, đứa con thứ hai của anh cũng sắp chào đời ở thủ đô Italia. Leeds 13 triệu bảng để sở hữu Robin Koch. Họ về Robin Koch vừa ra mắt câu lạc bộ Leeds United sau khi chuyển tới từ Freiburg với giá 13 triệu bảng. Trong 3 mùa giải gần nhất, Koch thi đấu 87 trận cho Freiburg trên mọi đấu trường và ghi được 5 bàn thắng. Tính riêng ở mùa giải 2019-2020, tiền thủ Đức sinh năm 1996 được sử dụng 32 lần và góp công giúp đội nhà cán đích ở thứ 8 tại Bundesliga. Koch ra mắt ở đội tuyển quốc gia ở cuộc đua đội Argentina hồi tháng 10 năm ngoái. Một tháng sau, anh tiếp tục được sử dụng ở màn chạm trán Belarus trong danh sách triệu tập gần nhất của đội tuyển Đức chuẩn bị cho Nations League 2020-2021. Koch cũng có tên. Phát biểu qua trang chủ Nice sau khi gia nhập, tân binh người Đức chia sẻ: "Sau một khoảng thời gian dài, tôi rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng được ở đây. Tôi đã biết về sự quan tâm của Leeds từ cách đây 6 tháng. Người đại diện thông báo và tôi có đủ thời gian để cân nhắc và trò chuyện với Victor Ota, giám đốc của Leeds, và ra quyết định và giờ tôi đang ở đây. Marcelo Bielsa là một trong yếu tố chính để tôi gia nhập Leeds. Tôi đã nghe từ mọi người rằng ông ấy là một trong huấn luyện viên giỏi nhất. Tôi thật sự trông chờ buổi tập đầu tiên cùng đội bóng và huấn luyện viên." Như vậy, Koch là tân binh thứ 8 ở Leeds, tân binh ngoại hạng Anh 2020-2021 chiêu mộ ở mùa hè này sau Rodrigo Moreno của Valencia. Tổng cộng, Leeds đã chi ra 68,64 triệu euro ở mùa hè 2020 và chưa có định dừng lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới.
Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.